Rồi, xin chào các bác. Nên em sẽ ví dụ như cái thao tác vuốt ở trên LG V30 nhé. Đây thì máy em đây. Máy em giờ đã ẩn ẩn hết ba cái phím định hướng này này. Máy em dùng rod nhé, mới rút này. Rồi nhỉ. Rồi, máy em rút rồi nhé. Dùng cái phần mềm bên này, Xbox S này. Cái đấy thì cũng có phải dùng cái ba cái phần mềm này này, Xbox Internal và Xbox S này và Gravity Box này. Đấy. Dùng ba này, cái này để cái Gravity Box này để mình ẩn vào cái hướng. Thế thì bây giờ em dùng cái cử chỉ này, này em dùng cái chỗ chính giữa bên trái này, này nó chỗ này này, đấy nó chỗ màu vàng này, đấy đấy, nếu mình thao tích vào mình thao tác vào cái vị trí đấy thì nó sẽ có tác dụng. Quay lại này, đây em dùng cái vuốt sang phải để quay lại này, vuốt lên trên để mà các ứng dụng gần đây này, vuốt xuống dưới để về trang chính này, vuốt xuống dưới này. Đó. Thì cơ bản là em cũng chưa được dùng iPhone X nhưng mà thấy các bác bảo nó thần thánh ghê gớm lắm, thì không biết là nó so với cái này thì như thế nào. Cái này nó còn rất nhiều chức năng nữa nhưng hiện tại cũng chỉ có cần thiết dùng đến patch và ứng dụng và home thôi, nên cũng chỉ cần thế thôi. Đây, dùng ba cái này thôi, quay lại ứng dụng gần đây trang chính thôi. Đó thì vuốt lại dùng cái này em cảm giác là chưa bao giờ bị vấn đề gì cả. Đây. Chưa hề bị vấn đề gì cả mà chưa có lúc nào mà bị lỗi gì cả, vuốt quả nào ăn quả đấy cả. Hơn nữa là em không thích dùng ở cái dưới đáy này. Dưới đáy này khi mà dưới đáy mình thao tác đang mình thao tác bằng một tay như thế này chẳng hạn thì mình phải bắt buộc mình phải mà máy nó mở nó dài như thế này. Nó khá dài đấy, con V mượn khá dài. Thì mình phải với như thế này. Với như thế này mình vuốt lên, còn với nó vuốt lên thì cảm giác rất là chơi với cái tay. Nên mình chỉ cần trên này ngay cái ngón cái của mình đây. Ngay cái ngón cái của mình đây mình rất là dễ dàng. Như là mình đang đây mình vuốt lên rồi quay lại này, xuống này về home này, cảm giác rất là dễ dàng, nó vừa cái tay của mình. Còn nếu các bác nào mà dùng tay phải thì mình có thể dùng cái cạnh phải này. Mấy các bác nào đang nhắn tin này, ui đó có lại rất là dễ dàng. Hôm nọ con đưa vào tranh luận với mấy ông ở bên iPhone X thì chửi nhau om tỏi lên thì cuối cùng trả đâu ở đâu cả, mình cũng rạch thật. Ông nào đấy chả biết ông nào đó. Đó, vuốt rất là bình thường, rất là dễ dàng. Về lên này. Đó. Đó. Họ quay lại rất là dễ dàng. Đó, cảm giác nó tiện hơn, tiện rất là nhiều luôn đấy. Mà nó chính xác. Hơn nữa nó lại chẳng có cái biểu tượng nào ở phải ở dưới này cả, nó cũng ẩn hết. À, chẳng có cái biểu tượng nào ở đấy cả, màn hình dùng nó sướng, nó chẳng cái gì bị che cái gì cả. Thì cả Android P sau này cũng thế thôi. Android P sau này nó có một cái thanh nhỏ nhỏ ở đây, thấy nó cũng dở hơi vãi cả ra. Sao nó không làm kiểu như thế này cho nó dễ, cứ phải khổ sở ấy.
bị bọn iPhone nó chê cho. Ok, các bác cảm nhận thế nào thì cứ comment nhé. Cảm ơn các bác.